Chỉ còn gần một tháng nữa, V-League 2023-2024 sẽ chính thức khởi tranh. Cho đến lúc này, các đội bóng đang chuẩn bị rất tích cực với nhiều thương vụ chuyển nhượng đình đám. Trong chiều nay, công ty VPF cũng đã tiến hành bốc thăm xếp lịch thi đấu cho mùa giải mới. Mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2023-2024 dự kiến sẽ khởi tranh vào cuối tháng 10 và là mùa giải đầu tiên áp dụng khung thời gian tổ chức theo hệ thống thi đấu của AFC. Sau một mùa giải bản lề thi đấu theo thể thức phân nhóm, Nai Úc V-League mùa này sẽ trở lại với việc thi đấu vòng tròn hai lượt tính điểm như thông lệ. Theo kết quả bốc thăm của ban tổ chức ở vòng 1 của giải vô địch quốc gia, đương kim vô địch Công an Hà Nội sẽ đón tiếp Quy Nhơn Bình Định trên sân nhà, Viettel làm khách trên sân Sông Lam Nghệ An, Hải Phòng gặp Hoàng Anh Gia Lai, còn Tân Binh Quảng Nam sẽ gặp chủ nhà Thép Xanh Nam Định tại sân vận động Thiên Trường. Trong khi đó, ở sân chơi Cúp Quốc gia, Hoàng Anh Gia Lai gặp khó ngay ở vòng sơ loại khi chạm trán đối thủ mạnh là Công an Hà Nội. Còn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đối đầu BKMX Bình Dương. Theo thông tin từ ban tổ chức, mùa giải V-League năm nay sẽ có tổng giải thưởng là 9,5 tỷ đồng, trong đó đội vô địch nhận 5 tỷ đồng tiền thưởng, đội hạng nhì nhận 3 tỷ đồng, còn đội giành hạng 3 sẽ được thưởng 1,5 tỷ đồng. Sẽ có 2 xe VAR đạt tiêu chuẩn FIFA được sử dụng ở mùa giải này và có tối đa 4 trận đấu mỗi vòng được áp dụng công nghệ video hỗ trợ trọng tài.